Hello mọi người, bây giờ bọn mình đang ở Đài Loan nha. Bây giờ đang đi chợ đêm ở Đài Loan ngay đối diện, gần sát kế bên khách sạn của bọn mình. Đây là không gian chợ đêm của Đài Loan, rất giống ở Việt Nam luôn nha. Hai bên đường là bán quần áo, bán đồ ăn, ở giữa thì vẫn là xe máy và xe đạp đi. Đó, không khí như hồi ở Việt Nam không khác gì luôn mọi người. Rất là vui luôn. Bên hàng đây là đồ ăn nha mọi người. Hàng quán đồ ăn nè. Wow. Mình coi đây là hàng nước trái cây. Want to try this first? What do you want to try? Sugar. Ok. Đây bọn mình sẽ mua nước ép trái cây. Rồi, dưa hấu quá trời to luôn này rồi. Đây là nước trái cây rồi. Trái dưa hấu siêu to luôn. Wow. Đây bọn mình đã gọi một ly dưa hấu. Bên đây là bán bắp nha mọi người. Nhưng mà mình thích ăn cái loại nước mà mọi người. Cái này
hợp với ăn sáng á, sẽ ngon lắm luôn. Ôi nhờ mời mọi người nha. Nước dùng ở đây rất là trong và thịt thì cắn mềm tan luôn á mọi người, rất là ngon và hợp khẩu vị với người Việt Nam của mình nha. Bọn mình bây giờ đang ở trong siêu thị cho mọi người. Đây có một cái trái dưa hấu nè. Wow, dưa hấu to cực kỳ to luôn. Đây là dưa hấu ruột đỏ. Bên đây có bán ổi nè, mận nè, rồi các loại nho, có mận Mỹ đó nè mọi người. Đó, hai bên là rau củ quả. Bán thịt cảm thấy giống như là cửa hàng tiện lợi này, giống của Nhật Bản á, trong Nhật. Đây là các loại sữa. Bây giờ bọn mình đến siêu thị này để mua nước uống nè, với lại xem có mấy cái trái cây nhiệt đới nào ngon thì bọn mình sẽ mua. Và ngày mai bắt đầu một hành trình đi khám phá Đài Loan nha mọi người. Bye bye.